5 bài tập giãn cơ chân tốt nhất. Các bài tập giãn cơ chân luôn là những bài tập quan trọng đối với mọi người, do chân là bộ phận thường xuyên phải hoạt động, chịu nhiều sức ép và gánh chịu phần lớn tất cả các chuyển động của cơ thể. Tập các bài tập giãn cơ không những giúp hạn chế nguy cơ chấn thương, tai nạn khi tập thể thao mà còn giúp cho các khớp chân được thư giãn, hoạt động trơn tru, linh hoạt hơn. Dưới đây là danh sách 5 bài tập giãn cơ chân tốt nhất mà mọi người có thể dễ dàng thực hiện tại nhà hoặc trước khi tập một môn thể thao nào đó. 1. Bài tập gập người, chạm mũi chân. Cách thực hiện: đứng thẳng chân, giữ khoảng cách giữa hai chân nhỏ hơn hoặc bằng vai, sau đó từ từ gập bụng và vươn tay dài xuống đất. Cố gắng hết sức để chạm được mũi chân, hoặc càng gần càng tốt, và giữ trong vòng 5 đến 10 giây, lặp lại 3 lần. 2. Bài tập đứng kéo chân sau. Cách thực hiện: tìm một bức tường để bạn có thể tựa tay vào điểm tựa. Đứng thẳng người, lấy tay còn lại ôm cổ chân cùng bên và cố gắng kéo căng, ép chặt vào mông. Ví dụ, tay bên trái dựa tường thì lấy tay bên phải cầm chân bên phải và ngược lại. Hãy nhớ thực hiện lần lượt cho cả hai bên. Sau này khi quen rồi thì bạn có thể tập mà không cần dựa vào tường nữa. 3. Bài tập giãn cơ đầu gối. Bạn chống một bên đầu gối xuống sàn, nhón gót chân, duỗi thẳng chân còn lại sang ngang và từ từ hạ mông xuống càng thấp càng tốt, cho phần cơ đầu gối được giãn ra hết cỡ. Khi đã chạm tới giới hạn rồi thì bạn cố gắng giữ nguyên tư thế đấy, lấy tay chạm vào mũi chân, thực hiện tương tự với bên còn lại. 4. Bài tập giãn cơ đùi sau và dựa tường. Cách thực hiện: kiếm một góc tường phù hợp để bạn có thể nằm tựa lưng xuống sàn nhà và đặt một chân tựa lên trên theo góc 90 độ, chân còn lại để thẳng bình thường dưới sàn. Gia tăng độ khó bằng cách nằm áp sát tường hơn và cố gắng giữ căng chân trên tường hết cỡ, không co đầu gối. 5. Bài tập giãn cơ hông và cơ đùi trước với ghế. Cách thực hiện: đứng trước ghế hoặc một vật có bề mặt phẳng, chiều cao ngang tầm đầu gối, xoay người lại để đứng đối lưng với ghế một khoảng bằng hai bước chân. Bạn bắt đầu bằng cách đặt một mũi chân lên ghế trước, sau đó từ từ hạ thấp người để chống đầu gối xuống sàn như hình. Chân còn lại vẫn giữ nguyên ở vị trí cũ. Cố gắng giữ nguyên tư thế trong vòng 15 đến 30 giây. Nếu thấy cơ thể vẫn chưa đủ căng thì bạn tiếp tục giơ cao hai tay lên, giữ thẳng lưng hoặc thực hiện lại động tác với khoảng cách chân lớn hơn một chút là khoảng 3 bước, thực hiện tương tự với hai bên chân. Trên đây là danh sách 5 bài tập kéo giãn cơ chân đơn giản bạn có thể tự tập tại nhà. Hãy nhớ luyện tập thường xuyên, đặc biệt là trước khi luyện tập môn thể thao nào đó, để giữ cho nhóm cơ chân quan trọng của chúng ta luôn khỏe mạnh, dẻo dai nhé. Chúc bạn luyện tập thành công. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video mới nhất của An Phút Nam.